Xin chào, đối với các đối với cái clip này thì mình sẽ test đàm cày M4A1C Aqua Arawa. Cái này thì hồi lúc đợt trước thì chơi chơi gì cày 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 trên điện thoại kinh đây vậy đó, và rồi được cái biết được cái code này. Hiện giờ lại thì bây giờ bạn chơi 4 ngày bạn sẽ đăng nhập được cái này, chương trình 4 ngày trong cái thời gian sự kiện này. Đây mẫu mã rất là đẹp đẽ, bắn thì cũng rất ok. Đấy mấy bạn thấy không, đam 35, một băng 35 viên, chích kích mệnh gì vậy, hết đã rồi. Ý, sao mình vẫn còn là hôm sợ. Có kích mình không bài. Chơi nhất là mình sợ bị kích, trong khi đó mình cách đam thôi mà. Được 35 viên. Một băng. Có nhắm luôn. Nhắm này. Đối với nhắm này thì sẽ không có giặt mà, nhưng mà ít ai mà nhắm bắn được nhắm này, tại vì mình bắn mình solo. Mình đi bắn thì có bao giờ mà ai mà đứng im cho mình bắn đâu. Ừ, nó ngấm cô lèo rồi. Chích đã quá. Một kiêu. Giật kìa. Đặt qua đây. Còn bắn tao đâu rồi? Anh tao chết queo hả? Hít sọt. Các bạn thấy không? Bắn này rồi, hít sọt. Đây là một cái tiệc kiểu của bằng tiền trên bay. Cứ thả nó lên nạ. Cứ chỉ đọc auto thôi. Còn 17 viên. Ta đã hết đạn rồi. Mạng, bạn. Trời ơi, cái đạn không lựu đạn không vậy? Mình có cần tới đâu. Chỉ còn 3 giây nữa thôi mà. Khổ vậy. Cảm giác đạn thì là ok. Để mình bắn thử ra. Đường đạn á. Đường đạn đi dưới đây quanh đây. Chạy xẹt quanh đây. Bản tơ trên nóc kìa. Sớm giờ mình ít chơi trò lựu đạn quá. Mình thủ thôi, mình không làm gì. Yeah.
xuất hiện. Lên nào bạn tơ, hết đạn rồi. Bạn tơ cũng đã hy sinh. Nằm đại dũng khí. Yeah. Mừng quá. Bạn ấy có chiêu tốc biến. Trời ơi, tôi chưa kịp thấy gì nữa là bị cào dính rồi. Hơn quá cho đẳng còn giả. Có ai kích mình không? Chiêu mình đã chưa kích. Mình cảm ơn VTC đã cho mình được một cái kích laser. Mình có động lực để mình cài thêm cái hạt này lên cao nữa. Hình quá, mình không có làm tơ. Chịch. Để mình nhắm tới đây nha. Trời ơi, bắn ghê vậy. Ai đã chết rồi. Thì mà khổ quá mà. Ngủ luôn. Lui là hơn quá. Đâu mà bắn dơ. Đùng, mình đã biến thành dơm. Chúng ta cùng nguyện trên nhau khi ta đã hết đạn rồi. Trời ơi, cái phòng rơm gì mà nó chán kìa. Chóng kinh khủng. Không có đeo kính chóng. Mà thấy vậy đó. Gì vậy? Ồ, cảm ơn nha. Ê, ảo quá vậy. Ảo ghê luôn á, rõ ràng chân trúng rồi mà không mất giá mà cũng không mất gì hết. Thấy bắn gì êm hơn là người sử dụng chế độ nhắm này nè. Bắn không dính gì chưa? Thì chích dính nè. Chích dính.
đó đó. Ai trời ơi. Mù đi con, mù đi. Chúc mừng mấy bạn đã bị mù. Cho mình được kêu không? Đâu phải lưu đoạn cho tim đâu mà được kêu. Ha. Tới hả? Coi như chơi dại đi. Thôi mình test nhiêu rồi, cái cây mà cầm bóng ghê quá. Bye bye các bạn.